nhiều bạn đang inbox cho fanpage để kiện sensei vì không được ghi tên vào danh sách nhỉ. Chuẩn bị bài mới chưa các tình yêu ơi? Nhìn lại một lần nữa xem là bạn mình vào chưa nhá. Hai ông ga cự. Ông ga cự là gì nhỉ? Âm nhạc đúng không? Bài hôm nay chúng ta sẽ được học 6 nội dung chính nhá. Nội dung thứ nhất đó là danh từ arimasu hoặc là danh từ wakarimasu. Chị danh từ tính từ và tiếp dona danh từ và một nội dung thứ tư là học về phó từ. Nội dung thứ năm chính là nainani kara nainani và doste, một từ hỏi mới của chúng ta nhé, một từ hỏi mới. Hai, vào luôn với nội dung đầu tiên đó chính là phần 1, danh từ ga arimasu wakarimasu is ne. Ở đây chúng ta sẽ hiểu theo nghĩa là có, sở hữu N hoặc là hiểu N. Hiểu cái gì đó hoặc chúng ta đang có một cái gì đó. Và cái gì đó đây sẽ thể hiện bằng danh từ, ký hiệu là N. Chị, cách dùng danh từ arimasu thì chúng ta sẽ hiểu là dùng để chỉ về việc chúng ta sở hữu một vật nào đó, chúng ta có một cái gì đó. Đó, của mình hoặc là của người khác đều được nhé. Chủ ngữ có thể là watashi hoặc là một người khác, như ở đây là bạn Trang, đoàn sằng, thỏ shipper sằng chẳng hạn. Hay, tiếp lại có danh từ wakarimasu là cấu trúc nói về năng lực của bản thân hay người khác. Ý là wakarimasu là từ mới chúng ta đã vừa kiểm tra xong đúng không? Đó chính là gì? Là hiểu đúng không? Hiểu. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là danh từ wakarimasu là hiểu một cái gì đó. Danh từ ở đây có thể là một ngôn ngữ nào đó hay một cái chuyện gì đó, được chưa nhở? Chị, chúng ta sẽ có cấu trúc thì chúng ta sẽ có là chủ ngữ danh từ arimasu hoặc là wakarimasu nhá. Chủ ngữ danh từ arimasu wakarimasu rất là dễ thôi ạ. Và chủ ngữ ở đây xin sẽ để trong ngoặc có nghĩa là gì nhỉ? À, có cũng được, còn trường hợp là watashi wa thì chúng ta có thể bỏ đi được nhá, có thể bỏ được chủ ngữ đi. Còn trong trường hợp chủ ngữ là một người khác ngoài watashi thì chúng ta sẽ để nguyên là chủ ngữ wa isne. Sensei sẽ có là danh từ arimasu trước nhá. Chúng ta đi vào cái cấu trúc này trước. Chúng ta sẽ hiểu là có hoặc sở hữu cái gì. Ok, sensei sẽ lấy chủ ngữ trước. Chủ ngữ wa thì sensei lấy là watashi isu ne. Watashi wa. Kết thúc câu sẽ là ga arimasu. Và cái điểm duy nhất được thay đổi ở đây chính là danh từ isu ne. Có cái gì thì chúng ta sẽ lấy một cái danh từ đó thay vào đây là được. Danh từ đây sẽ có okane, kuruma, yakusoku, yoji. Đây toàn bộ là từ mới của chúng ta. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ phải dịch câu nha. Sensei bôi đỏ đến chữ nào thì các bạn sẽ dịch câu theo cái từ đó. Ở đây chúng ta sẽ dịch theo mẫu là tôi có hoặc tôi sở hữu một cái gì đấy nhá. Đây, dịch như thế này. Tôi có hoặc là tôi sở hữu một cái gì đó. Và nhớ này, bôi đỏ từ nào thì dịch từ đó nha. Hai. Watashi wa okane ga arimasu. Comment đi các em, comment đi. À, tôi làm sao nhở? Tôi có tiền. Chị, watashi wa kuruma ga arimasu. Kuruma ga arimasu. Kuruma đây sẽ là xe hơi hoặc là ô tô desu ne. Chị, watashi wa yakusoku ga arimasu. Các bạn hãy thử dịch đi nào. Watashi wa yakusoku ga arimasu. Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi có gì? Yakusoku là gì nhỉ? Yakusoku đây có nghĩa là cuộc hẹn ý đấy, cuộc hẹn. Hai, tôi có cuộc hẹn đúng không? Chữ gì? Watashi wa yoji ga arimasu. Ý đấy, yoji ga arimasu. Thì ở đây có nghĩa là gì nhỉ? À, tôi có việc bận, tôi có việc bận. Yoji là việc bận. Hay. Chị, chúng ta sẽ có câu hỏi nhá. Sau khi chúng ta có câu khẳng định rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là vậy khi mình muốn hỏi thì mình sẽ hỏi như thế nào. À, câu khẳng định là chủ ngữ wa nani nani ga arimasu. Vậy câu hỏi thì rất là đơn giản ạ. Đây là chúng ta hỏi để xác nhận nhá. Học câu hỏi xác nhận trước. Thì đây là chủ ngữ wa danh từ ga arimasu ka, thêm cá vào cuối câu nhá. Lan san wa okane ga arimasu ka? Câu này các bạn thử dịch cho sensei đi ạ.
Ok. Ở trong lớp mình có một bạn mới tên bằng chữ Hán, để xem nào. Đâu rồi? Resune-san. Chữ thường đi với chữ vũ. Chữ vũ à? Em tên là Vũ Thường à? Thật ra khi mà các bạn dịch tên của mình sang chữ Hán xong mình đặt tên như vậy á, nó hơi hơi khó nhá. Các bạn có thể dịch tên của mình, vì mình là người nước ngoài, dịch sang tiếng Nhật thì các em hãy dịch sang katakana nhá. Trường hợp này trên xe nghĩ rằng là bạn Resune-san sẽ là một người nghiện kanji đúng không? Em rất là yêu thích kanji đúng không ạ? Em comment vào đây đi. Rất là tuyệt vời đúng không? Hôm nay là buổi đầu tiên em tham gia lớp học của sensei đúng không? Ok, câu hỏi là gì đây? Rất tốt, bạn Trần Thị Nhật Tâm sẵn đã dịch đúng rồi ạ. À. Hay, câu này của chúng ta sẽ dịch là Lan sẵn quá, okane ga arimasu ka? Tức là gì nhỉ? Bạn Lan có tiền không? Hoặc là chị Lan, cô Lan, bà Lan có tiền không? Và câu trả lời của chúng ta thì sẽ có hai cách trả lời đúng không? Khi chúng ta gặp một câu hỏi xác nhận là có hay không thì chúng ta sẽ có hai cách trả lời, một cách là có, một cách là không. Có ở đây chúng ta sẽ trả lời là hay arimasu. Chị ie arimasen. Ie desu ne. Arimasen. Hai. Câu thứ nhất là vâng, tôi có. Còn câu thứ hai ie là không, tôi không có. Arimasen. Ie desu ne. Cái mùa dịch này mà ai hỏi mình có tiền không thì câu trả lời sẽ là ie arimasen. Tôi làm gì có tiền đâu, tôi còn đang sợ đói đây này, đúng không? Ừ, Lan có tiền không? Có, tớ có. Không, tớ không có. Ie desu ne. Hai. Chuyển sang mẫu tiếp theo, một mẫu câu nữa cũng vô cùng là đơn giản thôi ạ. À. Đó chính là danh từ ạ. Wakarimasu. Ie desu ne. Wakarimasu, đây là từ vựng để chỉ về gì? Chỉ về hiểu đúng không? Hiểu, biết. Thì danh từ gạo wakarimasu tức là tôi biết cái danh từ này, tôi hiểu cái danh từ này. Ii desu ne. Hai, về cấu trúc thì sensei đưa ra rồi, rất đơn giản thôi, đó là chủ ngữ á, danh từ á, wakarimasu. Và chúng ta sẽ đối chiếu xuống đây, sẽ có chủ ngữ là gì đây? Sensei đang để chủ ngữ đây là watashi wa, và đuôi của chúng ta sẽ luôn là ga wakarimasu. Ga wakarimasu. Và danh từ ở đây chúng ta sẽ thay thế bằng những danh từ khác nhau nha. Ví dụ ở đây sensei sẽ lấy ba cái danh từ rất là đơn giản ạ. Đó chính là gì đấy? À, hiragana, chữ kanji và nihongo đấy. Hiragana chính là chữ mềm của chúng ta đấy ạ, à, chữ hiragana. Còn kanji thì là hán tự đúng không? Nihongo là tiếng Nhật. Vậy ở đây xin sẽ có watashi wa hiragana ga wakarimasu, kanji ga wakarimasu, nihongo ga wakarimasu. Rất là đơn giản đúng không ạ? Và chúng ta dịch chung là tôi hiểu đúng không? Tôi hiểu cái gì đó. Bây giờ xin xem bôi đỏ từ nào thì các em sẽ comment từ đó nhá. Tăng tốc lên nào, xem bạn nào comment nhanh nhất. Hai, watashi wa hiragana ga wakarimasu có nghĩa là gì? Nghĩa là gì ạ? Tôi hiểu hiragana sao? Rechune sao hôm nay mới tham gia vào lớp của sensei nhưng học rất là tích cực đấy ạ. Comment lúc nào cũng rất nhanh. Ok, tôi hiểu gì đấy? Tôi hiểu chữ hiragana hoặc là tôi hiểu chữ mềm đúng không? Chữ mềm. Chị, watashi wa kanji ga wakarimasu. Kanji đây là hán tự đúng không? Thì chúng ta sẽ là gì? Tôi hiểu chữ Hán. Ii desu ne. Tôi hiểu chữ Hán. Tiếp tục xem lại có là gì? Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Tất cả các tình yêu đều dịch được hết rồi đúng không? Tôi hiểu tiếng tiếng Nhật desu ne. Có bạn nào ghi thành tiếng Trung Quốc hay tiếng Campuchia không ạ? À? Không đúng không? Nihongo là tiếng Nhật, hầu như bạn nào cũng nắm được rồi, chẳng thể quên được đúng không? Hay, Lan sẵn wa kanji ga wakarimasu ka? Để ý cho sensei nhá, khá ở cuối câu thì sẽ là gì đấy? Câu hỏi nhé, câu hỏi. Chủ ngữ wa, danh từ ga wakarimasu ka? Đây là câu hỏi xác nhận về đối phương, một người nào đó có hiểu tiếng tiếng Nhật không, hay là có hiểu về cái nội dung gì đó không đúng không? Và thường thì chủ ngữ ở đây sẽ không lược đâu ạ.
Đấy, xin sẽ để trong ngoặc là sai nhá. Vì chẳng ai hỏi là watashi wa nani nani ga wakarimasu ka, rất là okashi đúng không? Tự mình hỏi mình là tôi có hiểu không thì không được nha. Nên là ở đây chúng ta sẽ không có dấu ngoặc này. Chủ ngữ wa, danh từ ga wakarimasu ka là hỏi đối phương, hỏi một người nào đó có hiểu cái nội dung gì không. Và câu trả lời thì chúng ta sẽ có là gì? Hai wakarimasu, tương tự như là hai arimasu. Và bây giờ chúng ta phủ định thì sẽ là gì? Ie wakarimasen. Ie arimasen. Đó, vậy thì chúng ta sẽ là có hoặc là vâng tôi hiểu hoặc là không tôi không hiểu. Ý desu ne. Đấy, bạn Lan, chị Lan, bà Lan có hiểu chữ Hán không? Vâng, tôi có hiểu. Có, tôi hiểu. Hoặc là không, tôi không hiểu. Ý desu ne. Rất đơn giản thôi ạ. Hai, về nhà các bạn lấy thật nhiều ví dụ vào là kiểu gì cũng sẽ nhuần nhuyễn cái cấu trúc này luôn nha. Ở trong giao tiếp thì khi mà chúng ta thể hiện rằng mình đã hiểu những gì đối phương nói thì chúng ta sẽ thường dùng cái mẫu câu sau đây các bạn nha. Hai, wakarimasu. Đúng không? Như câu trả lời ở trên của sensei đó là hai, wakarimasu. Tức là có, tôi có hiểu đấy. Tuy nhiên ở trong giao tiếp khi mà đối phương hỏi mình một cái vấn đề gì hay khi mà cấp trên đã truyền đạt một cái vấn đề gì cho mình mà mình muốn nói rằng là dạ vâng ạ, em hiểu rồi ạ, hay là vâng con hiểu rồi hay vâng cháu hiểu rồi thì chúng ta sẽ là hai wakarimasu chứ không phải là hai wakarimasu đâu nha. Đó, trừ những trường hợp là bạn có biết cái ngôn ngữ này không, bạn có biết cái nội dung này không thì mình mới trả lời là vâng, tôi có biết, tôi có hiểu. Chứ trong trường hợp thường mà khi người ta truyền đạt cái gì cho mình rồi mà mình muốn trình bày rằng là à, tôi đã hiểu rồi, con đã hiểu, cháu đã hiểu thì sẽ là hai wakarimasu. Nhớ cho sensei nhá. Hai wakarimasu. いいですね. Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ. Bây giờ sensei vừa giảng bài xong, bây giờ sensei lại hỏi các bạn minasan, wakarimasu ka? Sensei hỏi các bạn vậy thì các bạn trả lời sao? Đương nhiên sẽ phải đồng thanh là hai, wakarimasu. いいですね. Hai. 次, chuyển sang mẫu câu tiếp theo trong bài. Đó chính là danh từ ga, tính từ. Ở bài trước chúng ta học danh từ ga, tính từ rồi đúng không? Và buổi ngày hôm nay sẽ là danh từ ga, tính từ. Tính từ ngày hôm nay chúng ta học sẽ là những tính từ về cảm xúc là yêu, thích, giận, ghét. Hoặc là những tính từ chỉ về trình độ như là giỏi hoặc kém một cái gì đó thì chúng ta sẽ là danh từ ạ, tính từ. Hay, cách dùng ở đây chúng ta sẽ dùng để biểu thị cảm xúc này. Đó, hoặc là biểu thích rằng chúng ta giỏi, chúng ta kém một cái bộ môn nào đó, một cái N nào đó. Và trợ từ gá trong trường hợp này nó sẽ là trợ từ đứng ngay đằng sau danh từ, đứng ngay đằng sau N. Và nó sẽ biểu thị cái đối tượng mà S. S ở đây chính là chủ ngữ nhá. Thích, ghét, giỏi hoặc kém. Các bạn hãy nhìn vào công thức thì các bạn sẽ hiểu. Ở buổi trước thì chúng ta sẽ có là gì nhé? Nai nani wa. Sau đó thì tính từ đúng không? Ví dụ như tâm sensei wa, lai sensei wa, Osaka wa. Thì tất cả tâm sensei, lai sensei và Osaka wa thì đều là chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ cho nên là đứng trước wa và nó cũng chính là chủ đề của câu luôn. Chủ đề câu nói về cô Lai, cô Tâm hoặc là tỉnh Osaka thì sẽ là vui hay là hiền hay là xấu, đẹp, náo nhiệt gì đó đúng không? Là diễn tả luôn về chủ đề của câu. Còn trong trường hợp ngày hôm nay mà chúng ta sử dụng là ga thì chúng ta sẽ hiểu đó là danh từ không phải là chủ đề của câu mà nó sẽ đóng vai trò là gì các bạn biết không ạ? Là tân ngữ nha. Trong trường hợp này nó sẽ là tân ngữ. Còn chủ ngữ sẽ là S wa. Chủ ngữ đây có thể là watashi hoặc là một bạn khác, một nhân vật thứ ba. Đó là gì đây? Là bạn Thảo sang, bạn Ngọc Hoang sang chẳng hạn, đúng không? Sau đó thì mới tiếp tục với tân ngữ là N. Ga suki kirai desu. À, zozu heta desu. Ii desu ne. Đó, khác nhau ở chỗ đó nha. Tiếp đến này, sensei sẽ lấy luôn cấu trúc sensei để trên góc trái của màn hình cho các bạn nhé. Chủ ngữ wa, danh từ wa, suki, kirai desu, ii desu ne. Suki là gì ạ? Là thích, đúng không? Kirai là ghét. Lấy luôn ví dụ. Watashi wa, suki, nani nani ga, suki desu. Hoặc là nani nani ga, kirai desu. Và ở đây chính là những cái danh từ chúng ta có thể thay thế và thay đổi các danh từ khác nhau vào theo cái cấu trúc này nha. Ok, danh từ sensei sẽ gồm có là hana. Comment luôn nghĩa tiếng Việt nào. Hana là gì ạ? Hana là gì? Hana là
là hoa ý ですね。các bạn thả tim hoặc like cho sensei nhìn thấy các bạn nào. Dạo này Facebook của sensei suốt ngày bị anh Facebook anh ấy dọa khóa, xong rồi lên cứ hạn chế hết tính năng này đến tính năng khác. Có nhiều bạn còn đang đăng ký khóa học đúng không? Vừa chuyển khoản cho sensei xong cái nhắn tin sensei cũng thấy đâu nữa. Bắt đầu vào fanpage hỏi ui sensei đâu rồi, sensei làm sao thế, và sensei bị khóa nick. Đó, nhiều bạn kiểu giật mình đúng không? Ok nha. Tôi sensei chưa kịp bôi đỏ, các bạn đã dịch luôn rồi. Câu này chúng ta sẽ dịch là tôi chấm 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 thích hoặc ghét một cái gì đó. Ok, bây giờ sensei có là watashi wa hana wa suki desu. Hana là hoa đúng không? Hana wa suki desu. Watashi wa hana wa suki desu. Tức là tôi thích hoa. Ý đấy nhé, tôi thích hoa. Chữ ghi là gì nhỉ? À, watashi wa kankok ryori ga suki desu. Kankok ryori, đây là một cụm nha. Kankok đây nghĩa là gì hả các tình yêu? Kankok nghĩa là Hàn Quốc. Ryori ở đây sẽ là gì? À, sẽ là đồ ăn đúng không? Món ăn. Vậy thì tôi làm sao nhỉ? Watashi wa kankok ryori ga suki desu. Tôi thích món ăn Hàn Quốc nha. Hai Huỳnh Lý Khôi rằng sensei đáng bôi đỏ chữ suki, tức là sensei đang muốn các bạn dịch là thích. Tuy nhiên thì bạn bổ sung thêm trong ngoặc đó là ghét luôn cũng được. Hai chữ ý. Tôi thích đồ ăn Hàn Quốc. Tiếp theo là watashi wa sports wa kirai desu. Kirai là gì ạ? Là ghét đúng không? Sports wa kirai desu. Tôi làm sao nhỉ? Tôi ghét cái gì? Sports chính là từ mượn của tiếng Anh đúng không? Trong tiếng Anh là sport đúng không? Hôm qua các bạn nào xem bóng đá không ạ? Cái kết rất là buồn đúng không? Hai, watashi wa sports wa kirai desu. Tôi ghét thể thao ý đấy. Tôi ghét thể thao. Tiếp, watashi wa neko wa kirai desu. Neko ở đây sẽ là con gì nhỉ? Con chuột à? Hay con chó? Neko là con mèo nha, con mèo. Hai, watashi wa neko wa kirai desu. Chỉ là ví dụ thôi nha. Tôi ghét mèo. Những bạn nào yêu mèo thì đừng có buồn nhá, vì đây chỉ là tha thôi và đa kể nhé. Đó là ví dụ thôi đấy ạ. Chui ai sang wa nani nani ga zozu desu, hoặc là nani nani ga heta desu. Ở đây chúng ta sẽ chuyển sang mẫu câu tiếp theo, đó là zozu và heta nha. Ai sang wa zozu là giỏi, heta là kém. Ở đây sensei sẽ bổ sung những cái danh từ, đây là một là saka. Saka là gì? Comment luôn nghĩa nhá. Chữ ghi ryori là nihongo. Ý đấy nhé, nihongo. Chúng ta sẽ dịch là tôi giỏi cái gì đó, tôi kém một cái gì đó nha. Đầu tiên là ai sang wa saka wa zozu desu. Ý đấy nhé, saka wa zozu desu. Và chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Bạn A làm sao? Bạn A giỏi bóng đá đúng không? Saka wa zozu desu. Hai. Đây thì các bạn mới đang ở slide trước đúng không? Chúng ta đang bị chậm một nhịp. Bạn A thì giỏi bóng đá. Ý đấy nhé. Saka wa zozu desu. Bạn A giỏi bóng đá. Suy. Ai sang wa ryori ga zozu desu. Bạn A làm sao nhỉ? Ryori ga. Ryori đấy là món ăn. Tuy nhiên thì chúng ta chưa có học cách để ghép câu thành là giỏi món ăn nhưng mà giỏi về nấu ăn hay giỏi về ăn đúng không? Nhưng trong trường hợp này chúng ta dùng ryori ga zozu desu thì chúng ta auto hiểu rằng bạn ấy rất là giỏi nấu ăn nha. Hai. Ai sang wa ryori ga zozu desu. Bạn A rất là giỏi nấu ăn. Hai. Chi. Ai sang wa nihongo ga heta desu. Các bạn dịch đi ạ. Ai sang wa nihongo ga heta desu. Nghĩa là gì ạ? À, bạn A thì bạn ý kém tiếng Nhật đúng không? Bạn A kém tiếng Nhật khi mà nani nani ga heta desu thì là kém cái gì đó. Ok, đó chỉ là tha thuê và đa kể nhé. Đó chỉ là những cái phần mà chúng ta lấy ví dụ thôi. Còn trong thực tế thì các bạn phải nhớ như thế này cho sensei nhá. Nhớ luôn để khi nào chúng ta sang Nhật chúng ta đừng có mà thẳng quá nhá. À, trong thực tế thì người Nhật rất là ít khi người ta nói thẳng rằng là người ta ghét
hay là người ta kém cái gì đó. Thay vì lúc nãy sensei nói là watashi wa neko ga kirai desu thì người ta sẽ nói là suki ja arimasen, người ta phủ định lại cái từ thích, tôi không thích, hoặc là người ta sẽ giảm bớt đi nữa bằng cách sử dụng thêm phó từ amari là tôi không thích lắm, chứ không bao giờ người ta nói tôi ghét con mèo hay tôi ghét cái gì đó đâu nhá. Tiếp thì khi mà chúng ta nói về kém cái gì đó cũng vậy, thay vì mình nói rằng là kém thì chúng ta sẽ nói là à tôi không giỏi hoặc tôi không giỏi lắm. Và cách sử dụng như thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ được học cách phủ định đi nha. Đấy, nên là nhớ đấy, sang Nhật đừng có mà nói thẳng là tôi ghét cái gì hay là tôi không giỏi cái gì, à, hay là tôi kém cái gì, tôi dốt cái gì nhá, mà phải nói là tôi không thích lắm hoặc là tôi không giỏi lắm, nhớ nha. Đấy, ví dụ như cái câu là neko ga kirai desu thì sensei sẽ đổi thành neko ga suki ja arimasen. Thì buổi trước chúng ta đã học phủ định của tính từ rồi đúng không? Tính từ đuôi na, bỏ na đi cộng với ja arimasen đúng không? Thì ở đây suki, suki na thì chúng ta sẽ bỏ na đi và cộng với ja arimasen. Chúng ta sẽ nói rằng là neko ga suki ja arimasen. Ii desu ne. Hai, tôi không thích mèo, hoặc thêm những cái phó từ về mức độ là amari hoặc totemo buổi trước chúng ta học đúng không? Khi mà ngon thì phải là rất ngon, totemo. Còn khi mà chúng ta chê cái gì đó không ngon thì chúng ta phải là amari vào đúng không? Không lắm. Đấy. Ok. Tiếp xin sẽ lấy một ví dụ khác là nihongo ga heta desu đúng không? Thay vì sensei nói rằng nihongo ga heta desu, sensei sẽ nói là nihongo ga zozu ja arimasen hoặc là amari zozu ja arimasen. Ii desu ne. Hai, chúng ta phải phủ định lại nhá. Đấy, không được nói thẳng quá đâu ạ. Tiếp chúng ta sẽ học một câu hỏi nữa, đó chính là donna. Donna danh từ, chúng ta sẽ hỏi là donna ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là một cái thể loại n nào đó nhá, có nghĩa là n, cái thể loại của n nó như thế nào. Ok, ngoài cái việc mà hỏi về tính chất này, trạng thái của n như là học ở cái bài trước đó là donna, donna danh từ thì ý là thành phố như thế nào. Như câu trước là donna machi desu ka, Osaka wa donna machi desu ka, mình sẽ trả lời là niigiyaka machi desu đúng không? Niigiyaka na machi desu, tức là à thành phố náo nhiệt đúng nào. Vậy thì ở trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ không hỏi về tính chất và trạng thái nữa, mà chúng ta sẽ dùng để hỏi về sở thuộc của danh từ đó. Ok, một lát nữa là ví dụ các bạn sẽ hình dung được ra ngay sở thuộc danh từ đó là như thế nào. Và khi chúng ta trả lời thì chúng ta chỉ cần nêu cái tên gọi cụ thể ra thôi, cái tên gọi của cái danh từ mà sở thuộc của cái danh từ này này. Ví dụ xin sẽ hỏi rằng là donna danh từ á, tính từ desu ka, thì chúng ta sẽ trả lời là danh từ á, ai desu. Ok, B cái cấu trúc này luôn lên góc trái của màn hình. Và sensei sẽ nói rằng là donna ryori ga suki desu ka. Đây nha, donna danh từ ga a desu ka, thì danh từ ở đây chính là ryori desu ne. A desu ka thì a ở đây chính là tính từ suki desu ne, là thích. Vậy thì bạn thích món ăn như thế nào? Đó, món ăn như thế nào thì có phải đồ ăn Nhật, đồ ăn Hàn, đồ ăn Việt Nam, đồ ăn cay, đồ ăn ngọt, thì nó chính là những danh từ sở thuộc của món ăn, đúng không? Ở bên trong món ăn nó sẽ bao gồm rất là nhiều các thể loại món ăn khác nhau, món ăn nước này, món ăn nước kia, món ăn cay, món ăn ngọt, đó chính là sở thuộc nha. Rồi, về cách trả lời thì chúng ta có thể trả lời luôn là à chiyo kuriori ga suki desu, là tôi thích à đồ ăn Trung Quốc đúng không? Hoặc cách trả lời tiếp theo chúng ta không cần ga suki desu nữa, dài dòng, trả lời luôn danh từ desu cho sensei. Danh từ desu, ví dụ như chiyo kuriori desu. Đó, thì khi dịch ra tiếng Việt chúng ta sẽ thấy là bạn thích món ăn như thế nào? Thì trả lời là à tôi thích món ăn Trung Quốc. Hoặc chúng ta trả lời ngắn gọn hơn chỉ là chiyo kuriori desu thì sẽ là món ăn Trung Quốc. Thế thôi, rất là ngắn gọn đúng không? Nhưng đủ nghĩa. Đó, đủ để trả lời cho cái câu hỏi của đối phương. Đấy, món ăn Trung Quốc. Ai suki sensei lại có là gì đấy? Donna sports ga suki desu ka? Đấy, donna sports ga suki desu ka? Saka ga suki desu. Hoặc là saka desu. Saka desu. Ii desu ne. Đấy, vậy thì các bạn sẽ dịch cho sensei ạ. Donna sports ga suki desu ka? Thường nhá, các bạn sẽ hay trả lời rất là chung chung, cũng như là sau này chúng ta học về những cái cấu trúc mà có thể diễn tả được về sở thích của mình ấy, các bạn toàn nói rằng sở thích của tôi là thể thao. Và chính các bạn trả lời một câu rất là chung chung như vậy thì sẽ bị
nhà phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ hỏi lại các bạn một câu nữa. Bạn cụ thể là bạn thích một cái môn thể thao như thế nào, sẽ là donna sportsu ga suki desu ka? Người ta sẽ hỏi như vậy vậy đấy ạ. Thì các bạn phải trả lời rõ, trong thể thao có bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, chèo thuyền, đúng không? Các bạn thích cái món nào thì các bạn phải trả lời cụ thể ra. Nên là cái câu hỏi để chi tiết hơn sẽ là donna sportsu ga suki desu ka? Và các bạn sẽ trả lời là soccer ga suki desu, hoặc là tennis là tennis ga suki desu. Đó, ii desu ne. Hai, dịch là gì đây? Bạn thích thể thao như thế nào, hoặc là bạn thích môn thể thao như thế nào? Thì câu trả lời là tôi thích bóng đá, ii desu ne. Tôi thích bóng đá, hoặc là tôi thích bóng chuyền, tôi thích tennis. Hai, tôi thích gì nhỉ? Tôi thích nhảy dây. Rất tốt, các bạn dịch rất là tốt đấy ạ. Tiếp theo, chuyển sang nội dung tiếp theo trong bài. Đó là về phó từ nhé. Phó từ. Ở bài trước chúng ta học về phó từ rồi, và bài này chúng ta sẽ học thêm tiếp những phó từ chỉ mức độ. Bài trước thì có totemo hoặc là amari rồi đúng không? Totemo và amari. Totemo thì nhấn mạnh là rất, cực kỳ. Còn amari thì sẽ là không lắm, và nó sẽ luôn đi về tính từ phủ định. Nhớ nhá, rất là ngắn gọn vậy thôi. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học các anh phó từ chỉ về mức độ nữa. Ngoài ra học thêm một cột nữa, đó là phó từ chỉ về số lượng luôn. Thì các bạn lưu cho sensei cái bảng này về nhá. Một lát nữa sensei sẽ gửi cho các bạn cái bảng này. Sensei sẽ gửi trong group Zalo là một này, và sẽ gửi trong group các bạn trong lớp chăm sóc của sensei nữa nhá. Tính nhật cho người mới bắt đầu. Thì các bạn sẽ tải cái bảng này về để nhớ cho sensei, để sử dụng cho chi tiết nhá. Thì ở đây chúng ta có chia rất là rõ ạ. Một cột đó là phó từ chỉ mức độ, một cột là gì? Phó từ chỉ số lượng. Và sẽ có là hàng ở trên này, trên sẽ chia thành hai phần. Phần thứ nhất đó là sử dụng cùng với thể khẳng định, tức là có những phó từ nó chỉ đi cùng với khẳng định thôi. Còn những phó từ mà khi mà nói là sử dụng cùng với thể phủ định, thì khi nhìn thấy cái phó từ đó là auto đuôi của nó sẽ là phủ định. Nhớ cho xin ra cái bảng này thì các bạn đi thi các bạn sẽ chọn rất là nhanh ạ. Thay vì cứ mất thời gian để dịch câu, chúng ta sẽ nhìn vào các đặc tính của nó. Thế là chúng ta nhìn thấy cái đuôi phủ định hoặc là khẳng định, sau đấy thì chúng ta sẽ nhìn vào và loại trừ dần, chúng ta chọn rất là nhanh, thay vì việc phải đứng dịch từng câu nha. Ok, có sử dụng cùng thể khẳng định thì gồm có zoku này, dai tai này, sukoshi ne. Yoku đây sẽ có là tốt, rõ, thường hay làm gì đó. Đai tai là đại khái. Sukoshi là một chút, hơi cái gì đó, đúng không? Còn sử dụng cùng phủ định với những phó từ mức độ thì sẽ chỉ có amari hoặc là zenzen. Amari là không, lắm, đúng không? Ví dụ sensei nói là amari zozu zarimasen, không giỏi lắm. Hoặc là zenzen, hoàn toàn. Thế là zenzen zozu zarimasen, hoàn toàn không giỏi tí nào. Hoặc là gì đấy, phó từ về số lượng thì chúng ta sẽ có này, sử dụng cùng với thể khẳng định gồm có takusan và sukoshi. Takusan đây là nhiều, sukoshi là ít. Và sử dụng cùng với thể phủ định thì có amari hoặc là zenzen. Tức là anh amari và zenzen này, anh ấy vừa sử dụng được cho gì nhỉ? Cho mức độ, và vừa sử dụng được cho số lượng luôn ạ. Và nó thường sẽ dùng cho mức độ nhiều hơn nhá, về cho số lượng thì nó thỉnh thoảng thôi. Chữ y này, sensei sẽ biểu thị tất cả những cái phó từ đó theo một cái biểu đồ như này. Các bạn sẽ nhìn lên đây. Sensei sẽ có biểu đồ đi từ mức độ là 100% xuống 0%. Khi chúng ta sẽ có này, yoku đây là rất, đúng không? Lắm, thường hay. Vậy đây có nihongo ga yoku wakarimasu, tức là rất là hiểu tiếng Nhật, hoặc là hiểu rõ. Đó, hiểu rõ về tiếng Nhật. Tiếp đến thì cái anh này sẽ biểu thị rằng là thể hiện 90-100% về cái mức độ, đúng không? Anh tiếp theo là anh dai tai là đại khái. Đại khái thì nó sẽ đứng ở cái cột mốc là 70-85% ạ. Nihongo ga dai tai wakarimasu. Và tiếp là sukoshi desu ne. Sukoshi là ít, một chút, đúng không? Một chút thì sẽ là đứng ở cái mốc là 25-30, một chút, một ít thôi mà. Thì đã nihongo ga sukoshi wakarimasu, đúng không? Wakarimasu thì tôi hiểu một chút về tiếng Nhật, tôi biết một ít về tiếng Nhật. Và cái mốc tiếp theo chính là anh amari. Anh phó từ này sẽ đi với phủ định, và nó sẽ thể hiện cái nghĩa là không, lắm. Nó sẽ nằm ở cái mốc là 10-20% các bạn nhé.
10 đến 20%. Thì ở đây sẽ là Nihongo ga amari wakarimasen. Tôi không hiểu tiếng Nhật lắm đâu ạ. Không hiểu lắm đâu. Thì khoảng 10 đến 20% thôi. Tiếp. Nihongo ga zenzen wakarimasen. Zenzen đây thì là cái thằng thấp nhất rồi. Ừ, chính là 0% nhé. Repasento nhé. Có nghĩa là 0%. Nihongo ga zenzen wakarimasen. Tôi hoàn toàn không hiểu về tiếng Nhật. Đó, thì đây chính là cái biểu đồ để biểu thị về mức độ của những cái phó từ. いいですね. Bây giờ lấy luôn ví dụ nha. Lan san wa eigo ga yoku wakarimasu. Yoku wakarimasu. Và các bạn sẽ nhớ này, những cái phó từ nó luôn luôn đặt đằng trước cái động từ mà nó bổ nghĩa. Đúng không? Cái phó từ nó sẽ có nghĩa, phó từ về mức độ nó sẽ có nghĩa để làm gì nhỉ? Nó bổ nghĩa cho động từ và nó sẽ luôn đứng đằng trước cái động từ mà nó bổ nghĩa. Giống như ở đây bổ nghĩa cho động từ gì đấy? Wakarimasu là hiểu, nắm rõ đúng không? Thì yoku nó sẽ luôn đứng đằng trước cái động từ là wakarimasu. Và các bạn dịch cho xin dạy câu này đi ạ. Lan san wa eigo wa yoku wakarimasu. Tôi làm sao nhỉ? Tôi rất là hiểu, à bạn Lan đúng không? Bạn Lan rất là hiểu về tiếng thứ gì ạ? À? Tiếng Anh đúng không? Hiểu tiếng Anh rất là tốt hoặc là rất hiểu tiếng Anh. Ừ, bạn Lan hiểu tiếng Anh tốt. Chị, xin xem lại có là Lan sẵn quá. Eo wa sukoshi wakarimasu. Sukoshi ở đây là gì nhỉ? À, Lan sẵn quá. Eo wa sukoshi wakarimasu. Bạn Lan hiểu một chút về tiếng Anh đúng không? Một chút thôi ạ. Một chút là sukoshi nhé. Sukoshi. Chị Lan san wa eigo ga amari wakarimasen. Amari thì sẽ đi với đuôi masen đúng không? Cố định. Dịch luôn ạ. Lan san wa eigo ga amari wakarimasen. Bạn Lan không lắm đúng không? Không hiểu tiếng Anh lắm. いいですね. Hai, bạn Lan không hiểu tiếng Anh lắm. Chị Lan san wa okane ga takusan arimasu. Takusan. Dịch đi ạ. Lan san wa okane ga takusan arimasu. Bạn Lan có nhiều tiền gì đấy nhé. Bạn Lan có nhiều tiền lắm đấy ạ. Takusan arimasu. Hai. Hoặc là quay trở lại với cái phần gợi ý ngay đầu tiên, thì lấy ví dụ rằng là Lan san wa okane ga arimasu ka? Hai, arimasu. Chúng ta hai, takusan arimasu. Có, vâng, tôi có rất nhiều. Đó, chúng ta có thể trả lời như vậy nha. Hai, chị okane ga zenzen arimasen. Zenzen arimasen. Zenzen sẽ luôn đi với phủ định. Và trong trường hợp này, phó từ này chỉ về gì? Về mức độ hay là về số lượng ạ? À, có sở hữu thì nó phải chỉ về số lượng ý đấy nhé. Okane ga zenzen arimasen. Đây ạ, hình minh họa đây. Đúng tình trạng của sensei hiện tại luôn đấy ạ. Okane ga zenzen arimasen. Đấy. Tôi hoàn toàn không có cái đồng nào cả. Tôi không có tiền. Đó, hoàn toàn không có đồng nào hết. Ý đấy nhé. Hai. Các bạn có nhìn thấy sensei không ạ? Thả tim cho sensei thấy các bạn với đi. Sensei thấy các bạn đang tận ở slide nào ạ? Và các bạn sẽ chú ý cho sensei nhá. Ngoài cái việc mà bổ nghĩa cho động từ thì sukoshi, zenzen và amari nó còn có thể dùng để bổ nghĩa cho tính từ nữa. Lúc nãy chúng ta toán bổ nghĩa cho động từ hết đúng không? Ví dụ như wakarimasu chẳng hạn, hoặc là wakarimasen thì nó là động từ. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử đi lấy ví dụ để bổ nghĩa cho tính từ nhá. Nhớ nhá, sukoshi, zenzen và amari. Thế sẽ lấy ví dụ như sau. Kyo wa sukoshi samui desu. Đúng không? Samui ở đây nó không phải là động từ nữa rồi, mà nó là tính từ đuôi. Đuôi gì đấy ạ? Vừa dạy bài hôm trước luôn. I desu ne, kết thúc bằng i. Samui. Samui. Samui là lạnh, đúng không? Tính từ đuôi i. Sukoshi samui desu. Tức là hôm nay thì hơi lạnh, đúng không? Hoặc là hôm nay lạnh một chút thôi. Hơi lạnh. Đó, sukoshi samui desu. Thì cái thằng sukoshi này nó ngoài bổ nghĩa cho các động từ như wakarimasu, sukoshi wakarimasu, thì ở đây là sukoshi samui desu, bổ nghĩa cho tính từ. Chị, một ví dụ khác nhá, lấy về thằng zenzen này nhá. Kono eiga wa zenzen omoshirokunai desu. Đúng không? Zenzen thì
nó phải đi với gì ạ? Đi với phủ định nha. Và omoshiroi của chúng ta là tính từ đuôi y. Tính từ đuôi y chỉ về thú vị. Và khi nó được chia về phủ định sẽ là gì đấy? Bỏ y đi cộng với kunai. Hai omoshiro kunai desu. Kono era wa zenzen omoshiro kunai desu. Đúng không? Làm cho cô ấy đi xem mà cô ấy buồn ngủ luôn đấy ạ. Nó chẳng thú vị gì cả nên mới buồn ngủ được chứ. Đây, bộ phim này thì zenzen omoshiro kunai là hoàn toàn không hay một chút nào cả, không thú vị một chút nào cả. Suy, chúng ta sẽ học thêm một cấu trúc nữa, đó chính là nani nani kara nani nani, vì một lý do nào đó cho nên là có một cái về sau xảy ra. Hay về cách dùng thì kara ở đây nó sẽ dùng để giải thích về lý do vì cái gì đó nên, và nó sẽ dùng để trả lời cả cho câu hỏi mà có doste là tại sao. Doste thì một lát nữa chúng ta sẽ được học thêm về từ hỏi này. Đó, và mệnh đề trình bày ở đằng trước kara nó sẽ là cái lý do cho mệnh đề sau, đúng không? Tức là thằng đằng trước kara nó sẽ là vì, nó chỉ là cái lý do là tại sao, vì sao. Còn đằng sau kara thì nó sẽ giải thích, đó, dẫn đến một cái gì đó. Đó, theo cái ý là nên, nên như thế nào đấy ấy. Rồi, chúng ta sẽ có này. Di kan ga arimasen kara asa gohan o tabemasen. Các bạn hãy dịch đi ạ. Di kan ga arimasen kara asa gohan o tabemasen. Nghĩa là gì ạ? À, vì, nên, đúng không? Dịch theo nghĩa vì một cái gì đó nên tôi làm sao đấy. Dịch đi nào. Vì một cái gì đó nên làm sao đấy. Di kan ga arimasen kara asa gohan o tabemasen. Có nghĩa là gì? Vì không có thời gian, đúng không? Jikan ga arimasu là có thời gian. Vậy arimasen sẽ là không có thời gian. Cho nên là asa gohan là bữa sáng. O tabemasen là không, không ăn. Vì tôi không có thời gian cho nên tôi không ăn sáng. Nha. Trước kara thì đã diễn tả là nguyên nhân, lý do. Sau kara thì sẽ giải thích là dẫn đến cái việc gì đó. Chị お金がありませんから何も買えません。Anh này anh ấy trả lời rằng là お金がありませんから何も買えません。Vì tôi làm sao đó nhỉ? Tôi không có gì nhỉ? お金là gì? À, là tiền nha. Anh này anh bảo rằng vì tôi không có tiền cho nên 何も買えません. Thì cái 何も chúng ta đã được học ở bài trước rồi đúng không? Là không gì cả. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch là không mua gì cả. Và trong trường hợp 何も食べません là gì? Không ăn gì cả. Vì không có tiền nên tôi không, không mua gì cả. Đấy, chứ gì? Chúng ta cũng có thể nói lý do bằng cách dùng mẫu câu 何何 から. Tức là bên cạnh cái việc chúng ta nói luôn một vế để có kara nó trở thành liên tương để nối về trước và về sau. Về trước là nguyên nhân và về sau là kết quả. Thì nó cũng có thể sử dụng như thế này. Các bạn nhìn nhá. Mai asa kohi o nomimasu ka? Ie, nomimasen. Jikan ga arimasen kara. Thì chúng ta sẽ hiểu là khi mà người bạn A hỏi rằng là hàng sáng thì cậu có uống cà phê không? Thì người B sẽ trả lời rằng là không, tôi không uống. Nhưng vì không muốn câu chuyện kết thúc ở đoạn là tôi không uống mà sẽ nói thêm một cái vế nữa đó là vì không có thời gian, đúng không? Gì cả ngờ arimasen kara. Hoặc khi chúng ta hỏi là doste mai asa kohi o nomimasen ka? Gì cả ngờ arimasen kara. Vì sao mà bạn không uống cà phê vào mỗi sáng vậy? Thì vì tôi không có thời gian. Gì cả ngờ arimasen kara. Thì chúng ta kết thúc bằng kara được nha. Đó. Tiếp, chúng ta sẽ có doste. Doste ở đây chúng ta sẽ hiểu là tại sao. Hỏi về nguyên nhân và lý do là tại sao dẫn đến một cái gì đó. Thế đây chúng ta sẽ có là cách dùng thì anh doste này anh sẽ là nghi vấn từ được dùng để hỏi về lý do, nguyên nhân. Ở cuối câu trả lời chúng ta sẽ thêm anh kara vào cuối. Tức là cứ nhìn thấy câu hỏi doste thì câu trả lời mình sẽ có kara. Doste sẽ đi với kara. Nó như là một cái set tổ của từ hỏi và câu trả lời luôn đấy. Ok, ví dụ xin sẽ hỏi rằng là doste asa gohan o tabemasen ka? Doste asa gohan o tabemasen ka? Jikan ga arimasen kara. Đúng không? Khi mà đồng nghiệp hỏi rằng là tại sao bạn không ăn sáng thì người B trả lời rằng là vì tôi không có thời gian, đúng không? Vì tôi không có thời gian. Tại sao bạn không ăn sáng ạ? Vì tôi không có thời gian. Chị doste gakko e ikimasen ka?
病気ですから、đúng không? Thay vì động từ kết thúc bằng ますす hay là ました hoặc là ませんから thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng là danh từ ですから. Ở đây hỏi là どうして学校へ行きませんか? Tại sao, đúng không? Đây là từ hỏi tại sao gì nhỉ? Tại sao bạn không đi học, tại sao bạn không đến trường? Thì câu trả lời là gì nhỉ? Vì tôi bị ốm, đúng không? 病気, đây là ốm các em nhé, ốm. Thì chúng ta trả lời vì tôi bị ốm. 病気ですから. Đó, から có thể kết thúc câu như vậy nhé, để trình bày về nguyên nhân và lý do. Hai, rất là dễ đúng không ạ? Về nhà các bạn hãy thử đặt những cái câu như vậy nhé. Khi mà chúng ta muốn hỏi lý do về điều mà đối phương đã nói ở trước đó thì thay vì nhắc lại câu đó, chúng ta chỉ cần hỏi là どうしてですか? Đúng không? Ví dụ luôn như này cho các bạn dễ hiểu này. À, 今日は早く帰ります. Đúng không? 今日は早く帰ります. Thì chúng ta sẽ, người A nói rằng là hôm nay tôi sẽ về sớm. Thì người B sẽ trả lời rằng là à, どうしてですか? Hỏi luôn là どうしてですか? Và người A lại trả lời rằng là恋人の誕生日ですから, đúng không? 恋人, đây là từ mới chỉ về người yêu nha các tình yêu. Em dịch luôn nhá và nốt luôn từ này. 恋人 là người yêu. No, 誕生日. 誕生日ở đây sẽ là sinh nhật, đúng không? 恋人の誕生日ですから. Vì là sinh nhật của người yêu tớ. Hôm nay tôi sẽ về sớm đấy. Tại sao? Vì hôm nay là sinh nhật của người yêu tôi. Thay vì chúng ta hỏi đầy đủ rằng là à, どうして今日は早く帰りますか? Nó dài dòng không ạ? Vì khi mà trong tiếng Việt của mình cũng vậy thôi. Ví dụ như đang có bạn Nhật Tâm nói chuyện với bạn Lý Khôi đi. Nhật Tâm hỏi nói với Lý Khôi rằng là hôm nay tớ sẽ về sớm. Lý Khôi lại hỏi là tại sao hôm nay bạn về sớm? Có kỳ không ạ? Có dài dòng không ạ? Có, đúng không? Cho nên bạn Nhật Tâm chỉ cần hỏi rằng là bạn Khôi chỉ cần hỏi Nhật Tâm rằng là tại sao? Thế thôi, rất ngắn gọn. Thì đây là どうしてですか? Đó, và bạn Tâm sẽ nói ra nguyên nhân lý do nha. Chị, chúng ta sẽ lại có là gì đây? À, 明日は休みます。どうしてですか?用事がありますから。Đúng không? Khi mà có nhân vật A nói rằng ngày mai tớ nghỉ đấy. Thế B chỉ cần hỏi là tại sao thôi, chứ không cần tại sao ngày mai bạn nghỉ nữa. Đúng không? À, và người A sẽ trả lời rằng là à, 用事がありますから. Tôi có gì nhỉ? Tôi có gì? Ngay đầu bài chúng ta dịch rồi đúng không? Tôi có việc bận. Né? Ngày mai tôi sẽ nghỉ. Tại sao? Chúng chỉ cần どうして? どうしてですか? Sau này chúng ta học thể ngắn thì vứt luôn cả ですか đi. Chỉ cần どうして? Hoặc là なんで? なぜ? Đấy. Vì một cái lý do gì đó thì chúng ta sẽ nói ra một cái câu khẳng định. Sau đó thì cộng thêm から cuối câu nhé. どうしてがあります? Tôi có việc bận. Và thêm からは là vì tôi có việc bận. Rất là dễ đúng không ạ? Hai. Kết thúc bài số 9 rồi. Tiếp tục với bài số 10 thì các bạn nhớ chuẩn bị bài trước cho sensei nhé. Bài 10 trong Minano Nihongo chúng ta sẽ học về 6 nội dung tiếp theo. Đó là gì nhỉ? Danh từ ga arimasu và danh từ ga imasu. Ở bài sau chúng ta lại tiếp tục học với danh từ ga arimasu nhưng không có nghĩa là có hoặc là sở hữu nữa, mà arimasu đây lại chỉ về sự tồn tại cơ. Và bài sau lại danh từ ga arimasu chỉ về tồn tại của đồ vật, và danh từ ga imasu sẽ chỉ về tồn tại của con người hoặc những sinh vật sống có thể chuyển động được ấy ạ. Tiếp đến lại có là gì đây? Danh từ địa điểm ni, danh từ ga arimasu imasu tức là ở đâu có cái gì nhá, cái gì có ở đâu. Còn tiếp đến thì cái gì có ở đâu sẽ là mẫu câu thứ ba, danh từ địa điểm ni arimasu hoặc là imasu. Tiếp lại có là danh từ một nộ, danh từ hai chỉ về vị trí, và danh từ một ya, danh từ hai, đúng không? Ya đây nó sẽ có nghĩa gần như là tố ấy ạ, nó có thể liệt kê. Và tiếp đến là danh từ desu ka, nó sẽ là mẫu câu để xác nhận lại nội dung. Khi mà chúng ta được ai đó hỏi về một cái gì thì chúng ta sẽ có thể xác nhận lại nội dung trước khi chúng ta trả lời. Đó là cách của người Nhật khi giao tiếp nha. Để cho chắc chắn thì mình phải hỏi lại nội dung một lần nữa, xác nhận xong thì chúng ta mới trả lời. Thì bài sau chúng ta sẽ được học ạ. Đó, nội dung của bài số 10. Các bạn nhớ chuẩn bị thật kỹ nhá. Hai.
Petrine sang rất là tốt nha. Hôm nay là buổi đầu tiên em tham gia học nhưng rất là tích cực, sensei rất là tuyên dương em. Tiếp đến thì có những bạn khác đang có bài ngày hôm nay chưa hiểu gì thì các bạn có thể comment vào đây, sensei sẽ tranh thủ cuối giờ để giải đáp cho các bạn. Còn nếu không thì sensei sẽ sửa slide sau đó thì up lên group cho chúng ta. Và các bạn nhớ là hãy làm bài tập nha, đừng quên cái lịch ngày mai. Tất cả các tình yêu lớp mình có nhớ lịch ngày mai không ạ? Buổi sáng là lớp Kaiwa, tuy nhiên vào chiều ngày mai sensei đã có lịch rồi, đó là vào 6 giờ tối thì sensei sẽ họp lớp gì ạ? Lớp N5 miễn phí cho chúng ta. Ngoài ra thì các bạn ở trong lớp chăm sóc của sensei, lớp chăm sóc bây giờ sẽ gồm những bạn ở trong lớp chuyên sâu cũ cộng với những bạn rất là chăm chỉ vượt qua thử thách của sensei trong tuần qua, thì ngày mai cũng sẽ có một buổi họp Zoom. Hai buổi họp Zoom này sensei sẽ cố gắng để giải đáp tất cả các thắc mắc của các em cũng như là sẽ chữa bài cho các em nhá, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và nhớ nốt cho mình cái lịch vào tối mai ạ. Có hai khung giờ 18 giờ dành cho lớp free và khung giờ 19 giờ sẽ dành cho tất cả các bạn đang ở trong lớp N5 tiếng Nhật cho người mới bắt đầu của sensei, nên nhớ lịch đó nhá. Có vấn đề gì các bạn hãy nốt ra đi, chuẩn bị cho mình một cái list câu hỏi để tránh cái việc mà khi gặp sensei vui quá quên hết câu hỏi nhá. Các bạn nốt ra sẵn, ngày mai gặp sensei cái là chúng ta như kiểu là một cuộc phỏng vấn, bỏ ra sensei ơi câu này em không hiểu, sensei ơi có vấn đề này em không hiểu gì cả, bài này em làm bị sai các thứ, sensei sẽ giải quyết hết tất tần tật từ A-Z vào buổi ngày mai nha các tình yêu. Nhớ chuẩn bị bài kỹ đấy, bài 10 tiếp theo chúng ta sẽ được học vào thứ tư tuần sau. Ngoài ra thì nhớ nha, bạn nào mà đang bảo sensei giữ chỗ cho lớp Kanji thì đừng có quên, đó là cố gắng nhá, inbox ngay cho sensei để hoàn thành các thủ tục đăng ký, vì sensei sắp đóng lớp vào rồi đấy ạ. Và chủ nhật là sensei sẽ mời tất cả các tình yêu trong lớp Kanji được vào lớp Kanji để nhận tài liệu cũng như là chuẩn bị sẵn tinh thần cho buổi khai giảng vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Và đây sensei nhắc lại, đây sẽ là khóa học cuối cùng trong năm nay của sensei, vì sắp tới sensei sẽ còn phải tập trung vào các lớp chuyên sâu để cho các bạn bước vào giai đoạn tăng tốc luyện đề và chinh phục luôn GRVT vào tháng 12 năm nay. Sau đó thì sensei sẽ không thể nào mở thêm bất cứ một lớp kanji nào nữa, nên các bạn đừng chần chừ nha, tránh trường hợp để lên đến N4, N3 rồi mới quay lại để học kanji ngay từ đầu, như thế nó sẽ rất là thiệt cho chúng ta và sẽ khó khăn hơn so với những bạn mà học ngay từ thời điểm vàng, ngay từ cái giai đoạn bước vào N5 như bây giờ nha. Đấy, ok. Về danh sách lớp Kaiwa thì một lần nữa sensei sẽ cập nhật lại thêm một lần nữa nha, các bạn cứ bình tĩnh. Bên cạnh đó thì các bạn nhớ chủ động comment ngay bên dưới cái status xác nhận danh sách thì giúp sensei để sensei có thể thay đổi đó vào ngày mai trước giờ Kaiwa nhá. Ok các bạn ơi, trước lúc rời đi thì đừng quên để lại một tim, một like cho sensei nhá, hoặc là chủ động share cái livestream này về tường để tìm học cho dễ. Và những bạn nào không thể tham gia trực tiếp thì có thể lên YouTube để xem nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các tình yêu. Minasan. Minasan.